Những điều lạ lùng của giao thông Việt Nam. Thứ nhất, số lượng trạm thu phí BOT nhiều vô địch thiên hạ. Cả nước ta hiện tại có khoảng 127 trạm thu phí BOT. Có đoạn đường chỉ hơn 100 km mà có tận 4 trạm BOT. Có một nghịch lý là Việt Nam có giá đầu tư xây dựng cầu đường rất cao nhưng lại rất nhanh hỏng. Có khi chỉ một trận mưa to mà trôi mất cả cầu lẫn đường ấy chứ. Thứ hai, lực lượng cảnh sát giao thông hùng hậu nhất thế giới. Ngoài cảnh sát giao thông còn có thêm thanh tra giao thông, đội ngũ áo xanh phất cờ của thanh niên xung phong, thanh niên xung kích và cả đội dân phòng. Thứ ba, thuộc top quốc gia có nhiều xe máy nhất thế giới. Cứ vào giờ cao điểm là thấy mọi người thi nhau điền vào chỗ trống, thậm chí còn leo kín vỉa hè, bất kể đường cao hay thấp, gồ ghề hay sỏi đá đều chiến tất. Thứ tư, lái xe Việt Nam có đam mê bóp còi loạn sinh ngậu, từ xe máy đến xe buýt, thậm chí là cả xe tải. Bác nào cao hứng, thậm chí còn bóp còi theo cả điệu nhạc. Cái gì vậy bà nội? Đúng là đẳng cấp. Thứ năm, xi nhan trái nhưng rẽ phải, không biết do bật nhầm, do quên hay do bật sai thật, nhưng chắc chắn hành động này đã thử thách phản xạ của biết bao nhiêu người. Các bác còn biết hành động lạ lùng nào của giao thông Việt Nam không? Hãy chia sẻ xuống phía bên dưới cho Vika Hà Nội được biết nhé.